Hello, chào mừng quý đạo hữu đã quay trở lại với Fuzzy Dev ở cái series cấu trúc dữ liệu và giải thuật này. Ở cái bài trước mình đã nói sơ về Big O là gì và cách người ta đánh giá một cái thuật toán, một cái lời giải, cái đoạn code là có tốt hay là không dựa trên cái Big O notation ha. Vậy thì hôm nay mình sẽ bắt đầu đi vào chi tiết từng cái Big O trong cái chẹt này. Các bạn thấy này, mình cho phóng to cho các bạn thấy ha, là ở cái vùng xanh này nè, excellent này nè, O1 và ON là hai cái mà mình sẽ thường hay thấy nhất, và mình sẽ hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn như thế nào là O1 và như thế nào là ON ha. Rồi, bắt đầu từ quay trở lại, mình quay lại với cái bài toán rất là stupid là cái phép nhân mà có hai cách giải của mình. Cách giải thứ nhất là cách giải của một người bình thường, còn cách giải thứ hai là của một cái người nó hơi bình thường tí ha. Rồi, bây giờ giống như cái video trước mình đã nói, ở cái phép nhân này thì mình ở đây mình sẽ có bao nhiêu phép tính à? Đây, mình lấy A, mình nhân B, mình chỉ có một phép tính mà thôi, duy nhất một phép tính. Vậy thì ở trong Big O này mình sẽ vẽ ra một cái biểu đồ cho cái function đó ha. Mình vẽ ra một cái biểu đồ, thì cho dù ở đây con số A và con số B của mình là bao nhiêu khi đưa vào cái function này, đúng không, thì nó chỉ đều có một phép tính duy nhất thôi. Mình thấy không? Ví dụ như B có là 2, B có là 3 hay là 4, 5 hay là 100, 1000 hay là 1 triệu gì đi nữa, thì nó cũng đều xử lý có một phép tính duy nhất. Đây, cái cột đây là phép tính ha. Cột này là phép tính nè. Cột đây là cái số phép tính. Cái số phép tính ha. Còn cột bên này là cái số mà truyền vào, số phần tử mà mình truyền vào. Thì cho dù mình có truyền cái số bao nhiêu đi chăng nữa thì cái số phép tính ở đây nó vẫn là một cái hằng số. Nó có thể là 1, nó có thể là 2, nó có thể là 3, nó có thể là 4, nhưng cho dù là mình truyền vào 1 triệu thì cái con số này nó không thay đổi, cái chẹt ở đây nó không thay đổi nè, nó là một cái đường thẳng nằm ngang. Thì Big O O1 Interpretation O1 nó là đại diện cho một cái tập hợp nha các bạn, tập hợp những cái function mà có cái lượng phép tính là một cái hằng số, một cái constant time, nó là một cái hằng số. Đây, time ở đây là số lần nha, chứ không phải là thời gian nha các bạn. Đó, constant là số lần cố định, là giống như cái function mà phép nhân đơn giản đó, thì cho dù con số của bạn truyền vào là bao nhiêu thì nó luôn luôn là một hằng số, là chỉ có một phép tính duy nhất thôi. Ví dụ như một phép tính duy nhất thôi. Rồi, ví dụ như mình sửa lại một xíu ha, sửa lại mình thay vì ở đây mình let c bằng 0 trước ha, sau đó mình sẽ cho cái gì, c sẽ bằng a nhân b, và sau đó là mình return c. Thì cái bài toán này nó có thay đổi gì không mà? Vâng, không thay đổi gì hết, đúng không? Cái này nó không thay đổi gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử 2 × 1000. Đây, 2 × 1000 mình chạy thử ha, thì nó ra 2000, đúng không ạ? Nó không thay đổi gì hết. Nhưng mà ở đây mình bắt đầu mình sẽ tính toán nè. Ở đây là 1, đúng không ạ? Ở đây cộng 1 nữa là tổng cộng là bao nhiêu phép toán à? À, 2 phép toán, thì lúc đó nó sẽ là 2, đúng không ạ? Nằm ở đây. Đó, 2. Cho dù mình truyền vào 1000 hay là 1 triệu gì đó, mình muốn truyền vào đây là 1 triệu cũng được, đó, tỷ cũng được, thì nó cuối cùng nó cũng là như vậy ạ. À, nó cũng chỉ có là 2 phép toán, đúng không? Giống như nãy mình viết tắt, mình return luôn, thì nó là 1 phép toán, bây giờ nó lên 2 phép toán, tùy cách mình viết. Nhưng mà đó là một cái tập hợp constant time, một cái số lần mà là hằng số 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100,
cho dù 1.000 đi nữa, nhưng mà con số đó không bao giờ thay đổi, mặc kệ cái input đầu vào của mình là gì. Đó, cái tập hợp đó gọi là tập hợp O1 ha các bạn ha. Các bạn hiểu rõ chỗ này giùm mình nha. Nghĩa là mình sẽ nhắc lại một lần nữa là O1 là tập hợp của những cái function mà nó có một cái constant, cái số lần thực thi của nó là một cái constant, một cái hằng số, mặc kệ cho là cái đầu vào, input đầu vào của các bạn là bao nhiêu đi chăng nữa. Ví dụ ở đây đó, mình có thể nói là mình viết một cái function gì đó đi ha, function là nhân 2 đó. Đó, nhân 2 nghĩa là mình truyền vào một con số, mình sẽ trả về là gì ạ? Con số đó nhân 2, function rất là củ chuối đúng không ạ? Nhưng mà đơn giản dễ hiểu đúng không? Rồi. Thì ở đây rõ ràng là chỉ có 1 thôi đúng không? Nhưng mà nếu như các bạn có thể là ok, tôi thêm a, tôi thêm x bằng 1, tôi thêm y bằng 2, rồi z là bằng x cộng y đúng không ạ? Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn return là a bằng 2, rất là vô nghĩa đúng không? Nhưng mà ở đây khi mà mình tính nè, đây là 1 nữa, thì ở đây là 1 nữa, thì tổng cộng là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu tính à? 1, 2, 3, 4, thì đây là đang là, mình sẽ nói là cái big O của nó đang là bao nhiêu ạ? O4 ha. Đúng không? Mình tính ra biết đâu nó là O4. Nhưng mà sao ạ? Cho dù cái A này mình truyền vào con số nào đi chăng nữa thì nó luôn luôn là O4, nó không bao giờ thay đổi, đúng không nhỉ? Rồi các bạn, ví dụ như mình nói là mình giờ mình có thể là mình truyền A là 1 thì nhân 2 nó ra 2, nó cũng là O4. Giả sử mình bỏ cái này đi thì nó là O1, mình thêm này vô nó là O4. Nhưng mà bất chấp cái giá trị này mình truyền vào là 1 triệu, 1 tỷ hay là 1.000 tỷ gì đó, thì cái big O của nó không thay đổi, nó là một cái hằng số. Và mình nói lại, O1 chính là đại diện cho cái tập hợp mà những cái function mà nó có số lần thực thi nó là một hằng số, cái số operation của nó là một cái hằng số không thay đổi, bất chấp cái input đầu vào thì nó đều là O1 hết. Có nghĩa là sau khi mình tính ra O4 rồi thì ở đây mình sẽ tối giản nó về là nó sẽ là O1 ạ. Đó, khi mình đi trả lời phỏng vấn thì sau khi mình tính ra được O4 thì cái đáp án mình phải chọn đó là O1, tại vì O1 đó chính là đại diện tập hợp cho toàn bộ cái ô này. Ví dụ là bạn tính ra, cho dù mình tính ra O4, O1.000 hay là O10.000 hay là O100.000 gì đó, thì nó cuối cùng nó cũng đều quay về là O1. Thì sao ạ? Cho dù là O này bao nhiêu thì cái bao nhiêu đi nữa thì nó đều không thay đổi, nó không phụ thuộc vào cái input đầu vào nha các bạn. Cái điều quan trọng nhất ở đây các bạn nên nhớ, bạn nhớ là gì? Nó không phụ thuộc vào input đầu vào, chứ không phải là cái con số O đó là bao nhiêu, cái hằng số là bao nhiêu. Không phụ thuộc vào input đầu vào, có nghĩa là con số đó là một cái hằng số cố định, 1.000, 10.000, nó đều không khác biệt, nó đều quy về O1 hết ạ. Đó, thì O1 đây chính là như vậy ạ. Các bạn hiểu chưa ạ? Đây, O1 của mình đây là cái đường nằm ngang mà nó nằm tuốt ở dưới đích đây nè. Đó, nó là gì ạ? Excellent. Cái độ phức tạp của nó là tuyệt vời, nó rất là đơn giản ha, tuyệt vời. Tốc độ xử lý của nó cũng là tuyệt vời ha. Đó, ok, mình xóa đi cho nó đỡ có bị ngáo ha các bạn ha. Rồi, ở đây thì mình đem ví dụ, cho dù bạn tính được O100 đi chăng nữa thì cuối cùng mình cũng đều rút gọn về là O1 ha. Bạn đi phỏng vấn mà bạn để O100 là bạn fail nha. Mình nhắc lại á, phỏng vấn mà để O100 là bạn fail đó. Rồi, ok. Rồi, vậy thì cái gì quan trọng mình sẽ nói lại vài lần. Thì O1 là gì ạ?
nó là, bạn phải nhớ nó là cái hằng số nha. Nó là tập hợp của những cái thuật toán mà nó có cái số lần thực thi là một hằng số không phụ thuộc vào kết quả đầu vào, kết quả input, không phụ thuộc vào cái input nhưng mà là kết quả input, sorry các bạn. Nghĩa là O1 chính là tập hợp của những cái thuật toán mà nó có số lần thực thi, số operation thực thi của cái function đó đó, của cái thuật toán đó đó, là một cái hằng số không phụ thuộc vào input đầu vào nha. Nhớ nhất cái phần các bạn phải nhớ nhất là không phụ thuộc vào input đầu vào, tại vì nếu mà các bạn không hiểu được cái chỗ này á, không ghi nhớ được cái chuyện mà phụ thuộc vào input đầu vào này á, là một lát sau là các bạn sẽ bị rối cái chuyện ở chỗ là on hay là những cái function khác, là các bạn sẽ không biết cách làm thế nào để rút gọn nó ha. Thì đó, thì ở đây cũng có cái mình duy nhất mình phải nhớ, nó là một cái hằng số constant và nó không phụ thuộc vào input đầu vào, thì nó chính là O1. Các bạn nhớ vậy cho mình ha. Rồi ok các bạn, O1 này là đơn giản nhất rồi đó. Rồi thì ở những cái video kế tiếp mình sẽ tiếp tục giải thích nhiều hơn nữa về những cái big O notation khác ha. Mình sẽ cố gắng cho các bạn hiểu nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.